Thưa quý vị, cái điều này đã được cảnh báo trên cái South China Morning Post, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tại thời điểm năm 2016-2017, họ đã cảnh báo và lưu ý hệ thống vệ tinh định vị của Hoa Kỳ và một số quốc gia trong khu vực đã phát hiện có nhiều tàu chở cát từ Việt Nam đến Singapore chỉ lưu lại tại cảng Singapore từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ để làm thủ tục. Rồi sau đó các con tàu chở cát có xuất xứ từ Việt Nam lại tiếp tục hành trình đến một số địa điểm, những cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp. Mà như quý vị đã biết, những cái đảo đó thực chất là những đảo tiền đồn của Trung Cộng khai thác trên Biển Đông. Điều này nó cũng giống như việc báo Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng tại thời điểm ấy, khi mà quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có những vấn đề trục trặc thì thường đưa ra những cái thông tin tiết lộ mà được đánh giá là mang tính phá hoại. Đó là báo Hoàn Cầu Thời Báo, một văn bản thứ hai của Nhân dân Dược báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng tiết lộ là Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giúp đỡ cho Trung Quốc trong việc cung ứng vật liệu cho quá trình gia cố các đảo trên vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Mà quý vị biết rồi, đảo Chữ Thập vốn là một đảo của Việt Nam bị Trung Cộng đánh chiếm trước đây. Vậy mà Bộ Quốc phòng Việt Nam là đơn vị đã chủ động cung ứng cát cho Trung Cộng để gia cố đảo Tiền Tiêu này. Thưa quý vị, tại cái thời điểm mà báo chí Hồng Kông cũng như là Hoàn Cầu Thời Báo đưa ra các thông tin, cộng với tác động của dư luận sau cái loạt phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ, thì tháng 3 năm 2017, chính phủ Việt Nam khi ấy đã triệu tập một cuộc họp bất thường và chỉ đạo dừng việc cấp giấy phép xuất khẩu cát nhiễm mặn được cho là tận thu từ các dự án xã hội hóa trong vấn đề giao thông đường thủy. Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký lệnh ngừng việc cấp giấy phép. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc đó hoàn toàn không dừng lại. Điều đó cho thấy nó có những cái sự không chấp hành lệnh từ chính phủ. Mà theo báo Tuổi Trẻ, chẳng biết có phải các cái dự án khai thông nạo vét luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn được cho là xuất sang Singapore với một khối lượng lên đến 43 triệu mét khối, thì tại sao Bộ Quốc phòng, đặc biệt là các đơn vị làm kinh tế, lại là chủ nhiều hợp đồng đối với Singapore? Thì người ta đặt một câu hỏi, liệu có phải người ta lợi dụng danh nghĩa của Bộ Quốc phòng để trốn thuế hay không, khi mà báo Tuổi Trẻ đã có đầy đủ bằng chứng chứng tỏ các dấu hiệu tổ chức buôn lậu tài nguyên, hủy diệt môi sinh, hủy diệt môi trường, như báo Tuổi Trẻ đã tường trình vào năm tháng 3 năm 2017. Nhưng sau đó thông tin kể từ đó đến nay đã bị chìm nghỉm và hầu hết là dư luận xã hội cũng như người dân Việt Nam hoàn toàn không hay biết. Theo đánh giá của các tác giả bài phóng sự nhiều kỳ của báo Tuổi Trẻ cho biết, loạt phóng sự điều tra tưởng rằng với hy vọng sẽ bắt được một cây cầu đưa tên nhiều viên chức, những danh nhân khả úy phải đứng trước vòng ngõ ngựa vì cái tội buôn lậu trốn thuế, đặc biệt là tội phản quốc khi người ta đã xuất khẩu cát dưới danh nghĩa cát nhiễm mặn cho Singapore và sau đó là được chuyển sang Trung Quốc. Đó là lý do vì sao cái thông tin quân đội Việt Nam bán cát cho Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo bùng lên trong thời điểm này. Vì dư luận của trong và ngoài nước, người ta hy vọng sau cái việc trừng trị các cái công ty của Trung Quốc tiếp tay cho nhà nước để bồi đắp tái tạo các cái đảo nhân tạo trên Biển Đông, thì đến lượt chính phủ Mỹ sẽ có các bước trừng phạt đối với các công ty của Việt Nam. Như quý vị đã biết, trong cái vấn đề này nó xảy ra tại thời điểm năm 2006 cho đến năm 2013, thì dưới thời đó là thời của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, rồi sau đó là chuyển tiếp sang giai đoạn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó cái việc làm này không thể nói là hai ông Tổng Bí thư không biết và không phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, trong cái vấn đề quan hệ Việt Nam Trung Quốc, chúng tôi cũng cần phải nói thêm với quý vị. Chắc chắn quý vị cũng như tôi sẽ hiểu rằng chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là tập đoàn Trung Nam Hải, không muốn ở Việt Nam có một nền chính trị ổn định, và họ hy vọng ban lãnh đạo Việt Nam luôn luôn bất hòa, mất ổn định. Đó là vì sao
chúng ta thấy có những cái công cuộc chống tham nhũng xảy ra một cách bất thường, và cái mục đích của chống tham nhũng không phải như nhân dân mong đợi. Bởi lý do người ta chống tham nhũng bắt bỏ tù không chỉ là cái chuyện đánh phe đánh phái, nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng trở lại với ngân sách quốc gia là điều hoàn toàn không hề có. Nó cũng là câu trả lời cho vấn đề tại sao tài sản tham nhũng khi tịch thu của các quan chức tham nhũng lại là con số bí mật không được công khai. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị để quý vị hiểu rằng cái việc mà Việt Nam chống tham nhũng gây ra chia thành 5 phe 7 phái, nó ngược với cái xu thế tập trung dân chủ của các cái đảng cộng sản, tức là cấp trên luôn luôn phải phục vụ cấp dưới, mà điều đó thể hiện rất rõ qua các thời kỳ, các giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay. Mà nhiều người đã nhầm tưởng rằng từ năm 1975 đến nay thì ông Nguyễn Phú Trọng là người chống tham nhũng mạnh nhất. Điều đó xin đồng ý, tại vì sau 1975 đến 1986 thì kinh tế của Việt Nam vẫn theo đường lối kinh tế tập trung bao cấp, đó là một nền kinh tế kế hoạch, thì những cái việc tham nhũng khó nhưng mà rất ít ỏi với số lượng tiền không đáng kể. Và kể từ năm 1986 sau vấn đề đổi mới dưới thời của các thủ tướng như Võ Văn Kiệt hay sau này là ông Phan Văn Khải, thì những cái việc tham nhũng nó cũng có nhưng nó ở quy mô nhỏ, chứ nó không táo bạo như cái vấn đề dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Và đặc biệt trong cái giai đoạn từ năm 2011 cho đến nay thì vấn đề tham nhũng trở thành một quốc nạn, nó là một vấn đề tràn lan. Kể cả cái vấn đề khai thác cát của quân đội tại sao không được nhắc đến, và tại sao cái cơ quan phòng chống tham nhũng của Việt Nam không vào giải quyết cái vấn đề này, vì vấn đề này nó liên quan đến vấn đề bán nước, dù rằng dưới danh nghĩa là bán cát. Thưa quý vị, nói như thế để quý vị thấy rằng chính quyền Trung Quốc được lợi khi mà có cái sự bất hòa trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà chúng tôi xin nhắc lại, những cái vấn đề đó nó chỉ xảy ra thực sự ở dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Còn trước kia cũng có chống tham nhũng nhưng mà không đến cái mức loạn lạc như hiện nay, 5 phe 7 phái bất ổn trong đảng. Đó là cái vấn đề, cũng là câu trả lời cho cái câu hỏi là ai được lợi trong việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân có được lợi hay không? Tôi xin khẳng định không. Tại vì tiền của tham nhũng tất cả là tài sản của nhân dân, nhưng cuối cùng không thu hồi được. Và dẫu có thu hồi được một số lượng ít ỏi nhưng cũng coi là vấn đề bí mật. Điều đó chứng tỏ là ông Nguyễn Phú Trọng ông không coi việc chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng là trọng tâm của công cuộc chống tham nhũng, mà vấn đề ở đây là vấn đề loại trừ thanh trừng các nhân sự bất đồng ý kiến. Đó là lý do, thưa quý vị, để giải thích cho những việc tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không xử lý được Lê Thanh Hải, không xử lý được Tất Thành Cang cũng như nhiều người khác. Mà điển hình trong bài nói chuyện này, chúng tôi đề cập tới vấn đề ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là một người đã từng phát biểu: nếu mà trong suy nghĩ của người dân Việt Nam luôn luôn căm ghét Trung Cộng, đó là một điều nguy hiểm, thì quý vị hiểu lý do vì sao quân đội Việt Nam lại tham gia cung ứng nguyên liệu cho Trung Quốc để san lấp các đảo. Như quý vị đã biết, cát nó gắn chặt với các công trình. Không thể nào mà dùng cái lý do là khai thông nạo vét luồng lạch để tận thu cát nhiễm mặn. Thì người ta đặt một câu hỏi tại sao cái số cát nhiễm mặn ấy không được xử lý để trở thành cát có đầy đủ tiêu chuẩn sử dụng trong xây dựng. Tại vì người ta nói có các cái giải pháp và chứng minh cát biển quý hơn vì nó tốt hơn cát sông, và nếu tận dụng thì nó sẽ được rẻ hơn cát sông. Tại sao lại không quan tâm đến vấn đề để đóng góp cho kinh tế đất nước mà lại mang cái số cát đó dưới các cái danh nghĩa là khai thông nạo vét luồng lạch, dưới cái hình thức là xã hội hóa, mà thực chất ở đây, thưa quý vị, đó là họ làm lợi cho Trung Quốc, nếu không nói là một hành động tiếp tay có chủ ý. Vì một cái nghịch lý thì quý vị đã thấy, nếu mà không khai thác cát thì thiếu vật liệu xây dựng cần thiết, khi mà xuất khẩu cát thì giá cát trong nước sẽ tăng. Do đó chưa kể đến cái việc mà chúng ta tổ chức khai thác cát một cách vô tội vạ như hiện nay thì nó tạo ra một cái tình trạng sạt lở. Do đó là cái việc xuất cảng cát với một cái giá 0,7
80 cent so với giá thực trên hợp đồng là 4 đô la Mỹ, thì người ta khẳng định cái việc xuất cảng cát chỉ là mất tài nguyên, ngân sách thì không tăng được cái nguồn thu đáng kể là bao nhiêu, nhưng mà nó tạo ra một cái dị họa lớn cho mưu sinh. Đó là lý do vì sao sau năm 2017, khi có lệnh của Thủ tướng Chính phủ là dừng cái việc khai thác cát, cấp giấy phép phải đình chỉ ngay lập tức, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam lại đề nghị Thủ tướng cho phép bộ máy này tiếp tục thực hiện 3 dự án khai thông nạo vét luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn như cũ. Nhưng mà ở đây nó khác một điều, đó là xin được hưởng cơ chế đặc thù cá biệt. Và Bộ Quốc phòng tiếp tục đề nghị cho các doanh nghiệp làm kinh tế của Bộ Quốc phòng tiếp tục được nạo vét luồng lạch các cảng quân sự tại Cam Ranh, Phú Quốc. Và với số lượng cát dự trù khai thác sẽ là 25 triệu mét khối. Nhưng mà cần phải lưu ý quý vị một điều là Bộ Quốc phòng dưới danh nghĩa là xin chủ trương, nhưng trong công văn của Bộ Quốc phòng gửi Thủ tướng Chính phủ lại lời lẽ như một tối hậu thư. Điều đó đã khiến cho Thủ tướng Chính phủ vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, nghĩa là nếu không đồng ý thì Chính phủ sẽ phải chi 6.000 tỷ đồng. Và ngược lại, nếu ông Phúc mà gật đầu thì Chính phủ không mất 6.000 tỷ và có thêm được 656 tỷ tiền thuế. Đó là theo phân tích của Bộ Quốc phòng trong công văn gửi cho Thủ tướng Chính phủ. Điều đó người ta cho rằng nó giống như Bộ Quốc phòng báo trước với Thủ tướng xã hội hóa hoạt động đảm bảo hàng hải mà không cần tổ chức cạnh tranh lằng nhằng, cứ giao cho Bộ Quốc phòng là Bộ Quốc phòng sẽ tự tổ chức. Và với cái lý do là các cái thông tin liên quan đến việc xã hội hóa hoạt động đảm bảo hàng hải này được coi là bí mật, thì các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng ngay sau khi Bộ Quốc phòng gửi cái công văn khẩn đến Thủ tướng Chính phủ, người ta đã tiến hành triển khai như bình thường. Và trên cơ sở đó, các cái đối tác nước ngoài đã được các doanh nghiệp làm kinh tế Bộ Quốc phòng tìm đến và đã ký các cái hợp đồng. Và người ta nói có những cái con số thống kê một cách chính xác, tỉ mỉ, cụ thể là lượng hợp đồng định giá mua bán thay luôn cái sự chấp nhận của Chính phủ cũng như Bộ Thương mại trong cái vấn đề xác định một cái số doanh số của Bộ Quốc phòng bán cát cho nước ngoài là 656 tỷ 077 triệu 911.630 đồng. Người ta còn có những cái số liệu như vậy, thưa quý vị. Điều đó người ta cho rằng là các dự án khai thông nạo vét luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn của vùng Nam Hải quân làm chủ đầu tư, đó là nguyên nhân khiến cho chính quyền tỉnh Kiên Giang, nơi mà ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là bí thư, đã phản đối kịch liệt về việc Hải quân vùng Nam đã moi móc hàng triệu khối cát quanh đảo Phú Quốc để xuất sang Singapore. Và người ta cho rằng là nguy cơ tới đây thì đảo Phú Quốc cũng lại lâm vào cái tình trạng sạt lở. Trong khi người ta cho rằng các cái công trình trên đảo Phú Quốc phải đi nhập cát từ đất liền ra, mà tại sao quân đội, cụ thể ở đây là Hải quân vùng Nam, lại móc cát xung quanh đảo Phú Quốc để mang sang Singapore bán lấy tiền. Và người ta cho rằng đó là nguyên nhân kích thích vì sao nhóm phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã thực hiện loạt phóng sự điều tra, vạch trần những lắt léo liên quan đến một cái chủ trương gọi là khai thông nạo vét luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn. Thưa quý vị, còn các dự án khai thông nạo vét luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn mà vùng 4 Hải quân làm chủ đầu tư ở khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa thì cũng tương tự như vậy, đã đẩy dân chúng thị xã Cam Ranh buộc họ phải đổ ra quốc lộ số 1 biểu tình vì cái việc nạo vét lòng biển gần cái khu vực mà ngư dân nuôi tôm, nuôi cá xung quanh các cái đầm khu vực khu Thủy Tiên đã chết sạch khi mà Hải quân vùng 4 khai thác, nạo vét và hút cát để mang đi bán. Và cái cuộc biểu tình đã khiến cho quốc lộ 1 đã bị nghẽn 3 ngày vào tháng 4 năm 2015, rồi sau đó ít đâu đã bùng phát trở lại hồi tháng 9 năm 2015. Những vấn đề đó là những vấn đề có thực đã xảy ra, nhưng mà rồi
dư luận xã hội cũng lại quên và không ai chú ý theo dõi. Và Bộ Quốc phòng vẫn cứ tiếp tục âm thầm dưới danh nghĩa là làm kinh tế, để rồi họ mang cát xuất khẩu đi Singapore. Mà quý vị biết, lực lượng của Bộ Quốc phòng là hưởng một cái lượng ngân sách lớn nhất trong các bộ ngành hiện nay ở Việt Nam. Thì liệu vấn đề xuất cảng cát đi ra nước ngoài với một khi doanh số như chúng tôi kể trên, liệu ngân sách có được hưởng lợi hay không? Đất nước có được hưởng lợi từ cái việc xuất khẩu cát đầy bí ẩn và bất minh như vậy hay không? Thế thì trong cái cuộc biểu tình của bà con ở Khánh Hòa, thì đến tháng 9 năm 2015, lúc đó người dân ở phường Cam Phúc đã ngăn chặn việc khai thông nạo vét. Và khi ấy, lực lượng hải quân vùng 4 đã phối hợp với lực lượng công an Khánh Hòa đã bắt giữ hàng chục người và phạt tù họ vì tội gây rối trật tự công cộng, cũng như việc cản trở thực hiện một cái gọi là dự án quốc phòng. Mà đặc biệt là Bộ Quốc phòng cứ vin vào cái lý do đó là tác động mạnh của biến đổi khí hậu, nên là lối ra lối vào của tất cả các quân cảnh ở trên toàn quốc, kể cả cái điểm mà cho thủy phi cơ hạ, người ta cũng cho là không an toàn. Đó là lý do cần phải khơi thông các thủy đạo là một điều hết sức cấp bách. Nhưng thực ra dưới sau cái danh nghĩa cần thiết và cấp bách ấy, thì người ta nói mục đích duy nhất là hút cát để bán sang Singapore với giá 4 đô la Mỹ cho một mét khối. Thưa quý vị, sau khi mà cái tường trình của nhóm phóng viên Báo Tuổi Trẻ, thì loạt bài của Báo Tuổi Trẻ đã được bạn đọc trên cả nước đón nhận và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc, và ông đồng cảm cũng như có những cái quyết định quyết liệt để chấn chỉnh. Đó là lý do vì sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có hai chỉ đạo quan trọng, đó là dừng dự án nạo vét và dừng tất cả các hoạt động xuất khẩu cát ra nước ngoài. Đó, thưa quý vị, lúc ấy ông Phúc mới ngã người ra biết rằng từ cuối năm 2009 thì chính phủ Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát vì do các chuyên gia môi trường cũng như dân chúng phản đối mạnh mẽ. Nhưng mà đến cái thời của ông Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2013, như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị ở phần trên, là Bộ Xây dựng bắt tay với Bộ Quốc phòng lại đề ra một cái gọi là khai thông nạo vét luồng lạch dưới danh nghĩa là tận thu để xuất khẩu những cái cát có nhiễm mặn dưới một cái hoạt động gọi là xã hội hóa. Thế thì thưa quý vị, là theo Báo Tuổi Trẻ đã vạch ra những cái việc mà khai man của tất cả các cái công ty đã xuất khẩu cát sang Singapore. Đó là công ty Đức Long của Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2014 đến nay thì công ty này đã ký hợp đồng bán cát khai thác tại Phú Quốc cho công ty Singapore có tên là Hua Kai, có lần bán với giá 4,6 đô la Mỹ, nhưng mà hợp đồng khai báo hải quan chỉ giá 1,3 đô la trên 1 mét khối, tức là chênh lệch 3,3 mét khối để ngoài hợp đồng, tức là không phải nộp thuế. Thứ hai là công ty cổ phần khai thác sản xuất khoáng sản đã khai thác nạo vét cát ở cửa biển Tư Dung, Tư Hiền tại tỉnh Thừa Thiên Huế để xuất khẩu sang Singapore với số lượng 1,1 triệu mét khối, chỉ khai với đơn giá 1 đô la mà trên thực tế là người ta bán 4,2 đô la, tức là 3,2 đô la đã để ra ngoài hợp đồng. Và một câu hỏi được đặt ra thưa quý vị là tại sao hải quan của các tỉnh cũng đều dễ dàng chấp nhận giá xuất khẩu cát mà doanh nghiệp kê khai, mà theo họ, họ tham chiếu là giá xuất khẩu theo quy định là không quá 2 đô la Mỹ. Đó là quy định của Tổng cục Hải quan được ông Trần Đức Hùng, Phó Tránh Văn phòng Tổng cục Hải quan giải thích, đó là mức giá tham chiếu cát nhiễm mặn trên thế giới. Thế có một việc nhỏ là chỉ cần sang Singapore để tham khảo cái giá cả thực tế của thị trường tại thời điểm đó, tại sao Tổng cục Hải quan lại không làm cái việc đó để gây thất thu một cái nguồn thu thuế lớn trong việc xuất khẩu cát? Liệu giữa Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp xuất khẩu cát cũng như có sự liên kết giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Quốc phòng hay không? Vấn đề này cần phải để cho công luận trả lời. Thì thưa quý vị, là mới đây trong một cuộc họp chấn chỉnh về tình hình khai thác cát trái phép
Vào chiều ngày 7 tháng 3 năm 2020 thì Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng khai thác cát một cách ồ ạt bừa bãi và có thể lọt, ở đây người ta không dám nói đến cái việc bán cát cho Trung Quốc, người ta nói là xuất khẩu cát với những mục đích không rõ. Điều đó là do sự dung túng của các cấp ủy, chính quyền địa phương, do buông lỏng quản lý, xử lý vi phạm thiếu nhất quán, không đủ sức răn đe. Nhưng đáng chú ý thưa quý vị, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, ông nói một câu như thế này: chúng ta phải thấy một thực tế là có những vi phạm diễn ra công khai giữa ban ngày ban mặt liên tục, nhưng trong suốt một thời gian dài hơn một chục năm qua mà hoàn toàn không bị xử lý. Có thể có tình trạng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương buông nhẹ, bao che, thậm chí là có dấu hiệu bảo kê tội phạm. Nhưng vấn đề này không thể thiếu trách nhiệm của các cơ quan trung ương. Tại sao không có ý kiến xử lý và đốc thúc? Đó là lý do trong cuộc họp Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hiện nay trong cái vấn đề xuất khẩu cát có cả bóng dáng của xã hội đen đứng đằng sau các chủ tàu khai thác cát trái phép. Thực tế có vụ cơ quan chức năng của ngành công an đã bắt giữ, thậm chí còn thu được mấy khẩu súng ở trên tàu khai thác cát. Đồng thời Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết là những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực này không chỉ là vấn đề cát tặc xuất khẩu lậu, mà cái vấn đề này nó có các cái doanh nghiệp của quân đội được cấp phép và có thu thuế để làm những điều đó. Thế thì trong cuộc họp đó, cái câu kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói, ông ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng không được bó tay trước cát tặc. Thế còn phản ứng của Quốc hội thì như thế nào thưa quý vị? Quốc hội cũng biết tình trạng này, đó là việc mà khi đề cập tới nạn khai thác lậu và xuất lậu cát sang Singapore, thì đại biểu Quốc hội ông Trương Trọng Nghĩa nhận xét cái cuộc chiến chống khai thác cát bừa bãi và xuất khẩu ồ ạt đã diễn ra mười mấy năm qua, nhưng vấn đạn này không được ngăn chặn. Và ông Trương Trọng Nghĩa đã đưa ra dẫn chứng là báo chí thông tin của Việt Nam đưa tin là Việt Nam xuất khẩu sang Singapore 67 triệu mét khối cát. Đó là một con số quá nhỏ với thực tế là hơn 400 triệu mét khối. Đến bây giờ đó là cái thảm họa sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long, ở Bắc Ninh, ở Đồng Tháp, ở Đồng Nai. Vậy mà những người đứng đầu đảng và chính phủ không có một ý kiến chỉ đạo và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc này. Đồng thời đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cũng nêu lên các câu hỏi. Hàng trăm triệu tấn cát, trong đó có 67 triệu mét khối cát sang Singapore, thì lợi nhuận đã rơi vào túi ai? Tại sao lại để một cái tình trạng trốn thuế với giá xuất khẩu là hơn 4 đô la mà khai chỉ từ 0,8 cho đến 1,2 mét khối đô la trên 1 mét khối? Thì vậy cái số tiền chênh lệch, đặc biệt là tiền thuế, rơi vào tay ai? Và liệu cái số tiền chênh lệch ấy có được nộp vào ngân sách hay không, khi nó dưới danh nghĩa xuất khẩu của Bộ Quốc phòng? Đồng thời đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đặt một câu hỏi là người dân ở các địa phương khai thác được bao nhiêu, tư nhân được bao nhiêu, rồi các cái đơn vị làm kinh tế của Bộ Quốc phòng ủy thác cho tư nhân làm thì người ta được bao nhiêu. Cũng tại phiên họp đó thì đại biểu Quốc hội ông Bùi Văn Xuyền đã đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền địa phương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng phải giải trình trước Quốc hội về vấn đề này. Thưa quý vị, một cái vấn đề nó xảy ra từ năm 2006 cho đến nay mà bây giờ Quốc hội mới đặt cái vấn đề lên bàn nghị sự thì nó có quá muộn hay không? Hay rồi cái vấn đề này nó tiếp tục sẽ chìm xuống? Thế thì theo luật sư Lê Thị Minh Nhân thì cho rằng như thế này: lỗi là do khâu quản lý, người đứng đầu của chính phủ cũng như của đảng là phải chịu trách nhiệm. Vì cái việc khai thác cát rồi xuất khẩu sang Singapore có nhiều cái dấu hiệu vi phạm pháp luật như thế thì không thể không được xử lý khi mà không có người đứng đầu bao kê và che chắn cho các doanh nghiệp này. Cái vấn đề là như vậy. Tại sao những vấn đề ấy nó có quan trọng hay không? Nó chỉ là một phần nhỏ trong đời sống kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà những vấn đề này người ta nói rất nhiều, và đặc biệt cái vấn đề xuất khẩu cát tạm dừng ở Singapore sau đó lại quay sang để bán cho Trung Quốc, để với mục đích là bồi đắp các cái đảo trên Biển Đông.
thì liệu những cái hành động như thế mang tính phản bội Tổ quốc như vậy liệu có được dung túng hay không? Liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như ông Nguyễn Xuân Phúc có biết không? Và các ông sẽ xử lý vụ việc này và rồi công khai trong công luận trong những ngày tới đây, liệu ông có làm được việc đó hay không? Đó là những cái vấn đề mà dư luận xã hội cũng như người dân đòi hỏi một cách bức thiết, cần phải có câu trả lời. Thế thưa quý vị, chuyển sang phần là chúng tôi xem số comment của quý vị. Bạn Nguyễn Thế Thuyết có hỏi về vấn đề chúng con vẫn chưa bị kỷ luật, đang là ủy viên trung ương, đại biểu quốc hội. Ông Nguyễn Đức Chung không phải là đại biểu quốc hội khóa 14, điều này là chắc chắn. Thế còn là ông là ủy viên trung ương thì Bộ Chính trị quyết định rồi, thì rõ ràng là hoàn toàn là phù hợp với pháp luật cũng như là quy định điều lệ đảng. Bạn Nguyễn Đức Hưng cho rằng là câu chuyện Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc bây giờ không còn là tin đồn nữa rồi. Ở trong nước Việt Nam bây giờ người Trung Quốc dần dần sẽ có đông hơn người Việt Nam. Cái vấn đề này thì có lẽ là các quý khán thính giả có thể kiểm chứng giúp. Chúng tôi ở nước ngoài thì có lẽ chúng tôi không biết, nhưng mà cũng nghe nói là người Trung Quốc về cũng ở thoải mái ở Việt Nam. Bạn Kiki cho rằng là chết thật, nếu đúng như vậy thì nguy to, sự nghiệp 75 cách năm cách mạng tháng 8 của Việt Nam bị đổ ra sông ra biển, đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đấy, quý vị thấy có đau lòng. Rõ ràng biết là các cái tiền đồn của Trung Cộng trên Biển Đông khi người ta ra cố các đảo nhân tạo như vậy, vậy mà họ vẫn nhắm mắt để bán cát cho Trung Quốc chỉ vì một cái lòng tham. Ở đây tôi không dám nói đến có sự cam kết giữa hai đảng và lãnh đạo hai bộ quốc phòng. Tôi cũng nghi ngờ lắm, tôi bảo là tại sao mọi người đều biết cả. Ai cũng biết là mọi hoạt động trên trái đất này mà lộ ra bên ngoài thì tất cả là vệ tinh người ta có thể theo dõi. Bản thân quý vị cũng vậy, phải không ạ? Quý vị đi đâu bây giờ, ở đâu là vệ tinh người ta hoàn toàn người ta biết. Làm sao mà giấu được, mà tại sao ban lãnh đạo Hà Nội người ta lại chủ quan một cách. Có lẽ cái thời đó, cái thời năm 2006 thì người ta chưa nghĩ đến cái khả năng của công nghệ vũ trụ hoặc vấn đề là của các cái mắt thần của các cái vệ tinh, người ta theo dõi được hết, giấu thế nào được, phải không ạ? Thưa quý vị, bạn Phan Tuấn Vũ cho rằng là bước 1 là bán cát, bước 2 là bán đá, bước 3 là bán cái gì, hay không còn cái gì để bán. Không, tôi nói quý vị, ví dụ như những cái hiệp định biên giới mà nói người ta bán nước, bán gì đấy, thì cái đó là cũng nó có nhiều yếu tố. Trong các cái bài mà nói về ông Lê Khả Phiêu tôi cũng nói nhiều rồi, nhưng mà rõ ràng cái vấn đề bán cát mà biết là Trung Quốc sử dụng vào mục đích để gia cố các căn cứ quân sự, mà những căn cứ quân sự đó là đặc biệt nguy hiểm đối với Việt Nam, mà người ta còn nhắm mắt người ta dám làm thì tôi cũng chịu. Đấy, bạn Hà Dung cho rằng trời ơi là trời, cái cơ chế gì mà quan chức lén lút bán tài nguyên đất nước như vậy được hay sao? Bạn Đôn Ghép cho rằng là chết thế này còn trông mong gì không, quân đội chiến đấu giữ nước, tiền thuế người dân để nuôi bọn ăn hại. Quý vị có thấy cái sự nguy hiểm khi mà người ta không sử dụng các cái sĩ quan tác chiến là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà người ta lại đưa các cái ông sĩ quan chính trị, đó là các tổng cục trưởng, tổng cục chính trị đưa lên để giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà những người này hoàn toàn được đào tạo từ Trung Quốc về. Thưa quý vị, chỉ có ông Phùng Quang Thanh, ông là anh hùng lực lượng vũ trang tham gia cái thời kỳ mà đánh Mỹ rồi là đánh Trung Cộng ở biên giới 79. Thế nhưng mà về sau ông cũng bị Trung Cộng nó sử dụng tiền thì nó cũng nhuộm đỏ ông ấy luôn. Đó. Thế rồi là cả một cái giai đoạn dài như thế, thưa quý vị, là cuối cùng là tất cả các chỉ đạo, quý vị cứ nghĩ đấy. Quân đội Việt Nam hiện nay yếu kém, tướng lĩnh gì mà nhiều nhưng mà toàn ông bụng to. Đó. Tôi không hiểu là bây giờ xảy ra cái vấn đề tác chiến thì tướng lĩnh Việt Nam người ta ra trận như thế nào được. Đó là một điều rất nguy hiểm. Và những điều đó thì ai được lợi ở đây nếu không phải là Trung Cộng? Quý vị thấy đúng không ạ? Tin này có thể gây chấn động, nhưng nó sẽ cái là xuất khẩu cho Singapore, còn là sau đó cắt đi đâu chúng tôi không biết. Bạn Vũ Thành Trương cho rằng quân đội có thể tạo quỹ nhưng không được làm kinh tế, trợ giúp cho kẻ thù vật liệu xây dựng chiếm đoạt biển đảo của quốc gia, cần phải truy tố. Đau lòng quá. Đúng không ạ? Mấy cái fan trung thành của ông Nguyễn Phú Trọng đâu ạ? Vào để bênh cho cái hành động này cho tôi hỏi một cái ạ. Đây, tôi định hỏi thì là bạn Phan Thiện đã đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Phú Trọng, là ông Nguyễn Phú Trọng còn chút gì tin tưởng đàn em mình nữa hay không? Hay là mạnh thằng nào thằng đó phá? Vậy là bọn đàn em
nó coi đàn anh ra cái éo gì, éo gì là dư luận viên, bạn bảo bán được cát là tốt vì Trung Cộng nó không mua được của Việt Nam, nó sẽ mua của nước khác đấy, suy nghĩ như vậy đấy. Bạn Hữu Nguyên nói là tôi nặng và đầu tiên là thủ tướng thời đó nát bét từ văn hóa và xã hội, tôi lại nghĩ cao hơn, người cao hơn ông thủ tướng. Đoạn Việt Nam sầm xì từ năm 2010 nhưng rồi chìm xuồng, đến bây giờ mới bị lại sới lên, dù sao các ông lớn cũng đều hạ cánh an toàn. Chính xác đấy, cảm ơn ông. Hỏi ông Thành nói là phải có tài liệu và tôi hoàn toàn lấy từ báo Tuổi Trẻ, thưa ông có thể tìm đọc những cái tài liệu trên báo Tuổi Trẻ được chưa. Tôi còn nhớ các năm 2013, 2014, 2015 có con tàu khủng neo đậu ngoài khơi bãi biển Tuy Hòa, ngày đêm hút cát, bay luôn cả con đường ra sân bay Tuy Hòa, vào sát đến sân bay quân sự Phú Lâm. Đó, các bạn ở Tuy Hòa xác nhận cái tin này hẳn giúp cho. Bạn Võ Hiền nói rằng nếu nguồn tin trên là thật thì hỏi các quan chức nhà nước xem đất nước còn gì bán nữa, thì bán được thì bán luôn. Không cái gì là chúng nó không bán, thưa quý vị. Trong nước thì chúng nó hút máu, hút mủ nhân dân, thế còn là hở cái gì ra nó lại còn bán cho quân xâm lược nữa. Thế mới nguy hiểm. Bạn Nguyễn Xuân Trường nói là Bộ Quốc phòng bán cát cho Singapore chứ đâu bán cho Trung Cộng. Vâng, bạn nói cũng có lý. Nhưng mà người ta có bằng chứng là các cái con tàu chở cát mua cát của Việt Nam rồi là mang đến các cái đảo của Trung Quốc đang gia cố. Thế chẳng lành nhẽ tình báo của Việt Nam kém như vậy sao mà không biết. Bạn Hữu Nguyên nói là bộ nào ngành nào cũng bị đồng chí X cài người vào, bố con ông Trọng cũng không làm được, bố ông Trọng cũng không làm được, chứ nói gì ông Trọng, gì ông trong Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng. Thế thì bạn Hữu Nguyên nhầm rồi, Bộ Quốc phòng là của ông Trọng, ông Dũng là không nắm được Bộ Quốc phòng. Thì nếu mà ông Dũng nắm được Bộ Quốc phòng thì ông Trọng đi lâu rồi. Ông Dũng ông cũng nắm được quân đội trong năm đầu của nhiệm kỳ đầu đời 2011, thế rồi sau đó là lập tức là chuyển sang cho ông Trọng kiêm bí thư quân ủy trung ương luôn. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin kính chào và xin gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị.